Thưa quý vị, thưa các bạn, sau thành công của mùa giải đầu tiên người mẫu nhí Việt Nam mùa thứ 2 năm 2019 cũng vừa chính thức khép lại. Sau 6 tháng khởi động với các phần thi tài năng thì ban tổ chức đã chọn ra được ngôi vị cao nhất vào tối hôm qua, ngày 30 tháng 11 tại thủ đô Hà Nội. Chương trình Người mẫu nhí Việt Nam được xây dựng theo format truyền hình thực tế, lồng ghép ngôn ngữ điện ảnh vào cuộc thi. Hiệu ứng cùng sự lan tỏa sau chương trình mùa đầu tiên đã giúp ban tổ chức cuộc thi tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quy mô và nội dung chương trình trở nên gần gũi, thiết thực. Chất lượng thí sinh năm nay cũng được đánh giá cao. Đến với chương trình thì rất là bất ngờ với cả thí sinh năm nay. Các bé là rất là đáng yêu và chương trình thì rất là tuyệt vời. Bởi vì là qua cái chương trình này thì các con không những là được giao lưu học hỏi về các môn nghệ thuật mà các con còn được tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của Việt Nam nữa. Cái điều đó thì rất là thú vị. Hôm nay thì mình đến đây với cương vị là ban giám khảo của cuộc thi mà mình cũng theo các con trong mấy quá trình vừa rồi. Thực sự ra các thí sinh năm nay mình thấy cảm nhận được là tốt hơn nhiều, rất nhiều so với các năm trước. Thực ra theo những chương trình này mình nghĩ thường xuyên lên tổ chức năm rồi, tổ chức khoảng tầm 4-5 đợt để phát triển ra được những cái tài năng nhí, cũng như là cho các con các cháu có cơ hội để phát triển tài năng ươm mầm từ lúc bé cho lúc lớn để nó phát triển cái năng khiếu của cháu và các con. Tại đêm chung kết, các phần thi như catwalk trong trang phục tự chọn, trang phục truyền thống, dạ hội, thi tài năng và ứng xử đã lần lượt được diễn ra. Các thí sinh dù nhỏ tuổi nhưng thông qua thời gian luyện tập, chuẩn bị đã có những bước đi thần thái, thể hiện được sự chuyên nghiệp. Chung cuộc, giải nhất thuộc về bé Nguyễn Huy Việt, giải nhì thuộc về bé Nguyễn Ngọc Khánh Ly và giải ba thuộc về bé Đặng Tài Anh. Cảm xúc của con hiện tại thì rất vui nhưng cũng hơi run. Con tham dự chương trình với vui là chính. Ba mẹ con là người đồng hành cùng con ngày đầu tiên khi con bước vào cuộc thi. Cho đến ngày hôm nay thì con cảm thấy rất biết ơn thầy với cả bố mẹ. Bên cạnh đó, các cá nhân xuất sắc và các giải phụ cũng được công bố. Cuộc thi đã nhận được sự cổ vũ, tham gia góp mặt của đông đảo các bạn nhỏ đến từ nhiều tỉnh thành, cũng như đón được nhu cầu, sự quan tâm đặc biệt của các bậc phụ huynh dành cho loại hình nghệ thuật này.